Dùng KN3 kích hoa lở nhiều có cần tưới gốc không thì em khuyên là phải dùng nước tưới hoặc phải dùng thêm để tưới gốc. KN3 là nếu mà mọi người mà dùng kiểm soát không tốt nha thì cũng bị rụng lá đấy nha, anh chị em phải lưu ý cái điều này này. Vì KN3 là nếu một số người nó đang dùng phá lá, còn nếu mà mọi người kiểm soát được cái tỷ lệ của KN3 là cái thứ nhất, cái hai và nguồn gốc KN3 thì thường dùng cho nhãn và xoài. Vậy cho nên là nếu mà bây giờ mà dùng KN3 nó mà dạng nó không tơi ấy, nó sẽ dẫn đến cái tỷ lệ mà anh chị em mất lá rất là nhiều. Còn nếu bây giờ anh chị em phải hiểu nguyên lý của nó, KN3 nó sẽ tạo ra cái gì? KN3 nó sẽ tạo ra cái lượng cái cytokinin. Vậy bây giờ mình có thể sử dụng cytokinin từ đâu? Từ rong biển này, từ khoáng này. Cytokinin có từ ở chiết xuất dưới biểu bì của da, của thịt, của lợn ấy, thì nó cũng sẽ tạo ra thành cái, ví dụ như anh em tìm cái lycopene ấy, cũng là cái điều rất là hay, có thể phá vỡ miên trạng của cây, của tức tỉnh của cây này là rất là hiệu quả. Hay vậy cho nên là làm thế nào để phá vỡ miên trạng thì anh chị em có thể là cần cả độ nước là chắc chắn phải cần này, tưới đủ ẩm là phải cần này, chúng ta phải dùng điều hòa tăng trưởng để tăng cường cái lượng auxin và cytokinin trong cây. Nếu mà cái thời điểm mà đối với những cây của anh chị này, đối với những cây rụng hết lá thì lúc đó là chúng ta phải sử dụng thêm cái gì? Phải sử dụng thêm cái một phần cái gibberellin, hay một số người thì gọi là GA3, nhưng phải kiểm soát được cái điều đó, đừng dùng hạt GA3 lạm dụng quá thì nó sẽ làm cho cái hoa của mình gầy tí, cái cuống của mình gầy tí này thì nó sẽ dẫn đến hiệu quả phản ngược lại nhá anh chị em nhá.